Ok, bây giờ thì em sẽ hướng dẫn các anh sử dụng phần mềm và sử dụng chiếc Android Box này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lướt qua một tí, đó chính là phần xem truyền hình đi. Xem truyền hình, các anh lưu ý cho em là cái phần Fly Play Box này. Đây là phần mềm xem, đây anh nhìn con chuột của em nhé. Phần mềm này xem TV rất là hay. Đó, các anh kích đúp vào đấy. Rồi cập nhật để sau đi, hoặc các anh muốn cập nhật nữa. À, nó bắt buộc phải cập nhật rồi. Ok, cập nhật. Anh đợi một chút để nó cập nhật xong. Cái này thì rất là hay, các anh có thể xem được các kênh của Việt Nam, kênh thời sự VTV, VTC, cô dâu 8 tuổi. Đặc biệt thì các bác ở bên bên Cộng hòa Séc nhà mình ở bên đấy thì xem truyền hình Việt Nam thì rất là hay rồi. Người phản xử ấy. Người phản xử bây giờ đúng rồi. Một phim truyền hình cũng rất là hay. Ừ. Anh đồng hết rồi chứ? Chưa, anh chị em xem suốt rồi. Yeah, ở bên đấy. Vâng. Công anh được đấy này. Có một số phim đang rất là hay như là Người phán xử hoặc là Sống chung với mẹ chồng đấy. Kem xôi TV loa phường. Ngoài ra thì nó cái YouTube thì các anh có thể xem trực tiếp trên đấy luôn, cũng hay. Đây, em khuyến cáo là đối với mình nên sử dụng cái con Android Box này với cái TV mà có dây HDMI thì cái hình ảnh của anh chị xem nó sẽ nét, còn nó dây AV nó thường sẽ bị vỡ hình, nên là cảm giác nó phí cái đầu Android Box đi, vì là cái khi mà đấu cái dây AV vào thì nó sẽ rất là khó coi. Rồi ok, bạn muốn cập nhật không? Mới cập nhật đi. Nó đang cài đặt cái mới nè. Đợi một chút cho nó cài đặt lại hơn. Đấy, cái internet ở công ty em dùng nhiều mạng bắt nhiều camera quá thì nó hơi yếu. Đấy, rồi ok, anh mở ứng dụng mở đó. Rồi ok, các anh có thể nhìn thấy giao diện rất là đẹp. Đầu tiên là các anh nhấn vào phần xem TV này. Đấy, phần VIP này thì là phần xem HBO và Cinemax. Nhưng mà thực ra là mình vào phần tổng hợp đi. Cái phần kia là mình mất tiền, phần này phần VIP là mình mất tiền, phần tổng hợp là miễn phí. Thì các anh có thể xem HBO và Cinemax bình thường. Cái này anh tắt đi. Đấy, đây là cái HBO này, rất là nét. Rồi ok, Cinemax nữa. Ngoài ra thì phần V đây có các kênh về VTV. Đấy, các bác xem thời sự thì vào VTV 1. Cái này quảng cáo tắt đi. Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Rất là hay. Đây là môi trường tốt để nhà đầu tư chạy dự án và hậu quả là các bác ở bên đấy thì khỏi phải lo là xem TV, xem truyền hình ở bên này kiểu gì. VTV 6. Đấy. Ngoài ra thì có rất nhiều, gọi là các kênh về VTC này, HTV thể thao này, đấy, SCTV này, kênh tổng hợp, này rất nhiều, như là Cartoon Network này, đấy, nhà trẻ con thích xem phim hoạt hình, có Thuyết Thứ, có Thuyết Minh, các kênh địa phương, kênh sport, rất là nhiều luôn. Đấy, em chỉ giới thiệu qua một tí thôi. Ngoài ra thì nó có cũng về rạp phim chẳng hạn, có rất nhiều phim, phim hành động này. Đấy, nó update thường xuyên luôn. Đây, King Kong tặng nó luôn. Phim này cũng đang rất hot. Đấy, ấn vào xem phim. Phim ở trên này. Phim này nó đang ở trì. Các bạn này đi nhanh hơn phim. Chuyến tàu sinh tử. Phim này thấy bảo cũng rất là hay, phim kinh dị. Đấy. Cái này mà các bác đấu dây lan vào để xem khỏe lắm. Giới thiệu qua một với các bác một chút thôi. Đó, TV show này có rất nhiều cái chương trình TV mà đã trải qua rồi thì các bác có thể xem lại, rất là hay. Rồi,
và xem lại V1, V2, những cái thời, những cái chương trình mà các bác bỏ qua thì các bác có thể xem lại ở đây. Rất là hay. Đấy là chủ yếu là cái phần mềm đấy. Đấy, phần mềm này. Ngoài ra thì còn rất nhiều cái khác nữa. Hát karaoke, các bác có thể hát karaoke với nhau, MV3G. Đó, phần viên tít camera em vừa cài xong thì nó ở đây. Thì lần sau các bác mà muốn cài trên camera trên này thì cũng chỉ được ở đây là xong thôi. Ok, em xin cảm ơn. Chúc các bác ở bên đấy kinh doanh suôn sẻ, may mắn. Em xin chân thành cảm ơn.